Guru Yoga. Bây giờ, chúng ta đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga. Qua nó, trí huệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong hiện thể của chúng ta. 28. Vị Thầy cao cả, có bản tánh của tất cả chư Phật, và trong tất cả chư Phật, chính Ngài là vị tốt lòng nhất. Thấy vị Thầy không tách lìa với Quán Thế Âm, với sùng mộ nhiệt thành, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Những phẩm tính và khả năng của vị Thầy gốc, bổn sư của các bạn thì bằng với những cái của tất cả chư Phật trong quá khứ trong mọi phương diện. Nhưng chỉ một điều, lòng tốt của Ngài biểu lộ thì còn lớn lao hơn. Sao điều đó có thể? Bởi vì chính Ngài là người được sửa soạn để thực sự chỉ ra cho bạn con đường đến giải thoát. Thông hiểu sâu xa lòng tốt độc nhất này, các bạn cần luôn luôn thờ phụng vị Thầy tâm linh của các bạn như chính Đức Phật. Tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai đã thành tựu và sẽ thành tựu giác ngộ đều bằng cách nương dựa vào một vị Thầy tâm linh. Cái sâu xa nhất của mọi giáo lý, Mahamudra, Đại Ấn và Đại Toàn Thiện, được chứng ngộ qua sùng mộ hơn là qua những tạo tác của tri thức. Với một lòng sùng mộ không lay chuyển và nhất tâm, hãy thấy Thầy như là Phật và mọi thứ Ngài làm đều toàn hảo. Bây giờ, những ban phước của Ngài, trí huệ của tâm của tất cả chư Phật sẽ tuôn vào hiện thể của các bạn một cách không cố gắng. Thực hành phù hợp với những giáo huấn của Ngài, và bởi vì mọi đám mê nghi ngờ và do dự đã được xóa sạch, mặt trời của lòng bi của Ngài sẽ chiếu soi suốt, sưởi ấm các bạn với hạnh phúc. Chakravartin, chuyển luân vương truyền thuyết, rút quyền lực trên bốn châu lục của mình từ bánh xe thần đi theo Ngài bất cứ chỗ nào Ngài đến. Cũng cách ấy, nếu các bạn giữ lòng sùng mộ luôn luôn ở với mình, nó sẽ đem lại cho các bạn năng lực để tiến bộ không cố gắng hướng về giải thoát. Như Đức Phật nói, ta luôn luôn ở đó đối với bất kỳ ai có lòng sùng mộ. Như một cái hồ phản chiếu mặt trăng càng tròn sáng hơn khi mặt nước của nó trong sáng và tĩnh lặng. Cũng thế, những ban phước của vị Thầy tuôn trào mạnh mẽ khi niềm tin của các bạn vững chắc và trong sáng. Chính là qua những ban phước của vị Thầy mà giác ngộ có thể đạt được nhanh chóng nhất. Như các Tantra nói, vị Thầy là Phật, vị Thầy là Pháp, vị Thầy là Tăng, vị Thầy hiện thân trí huệ của tất cả chư Phật. Với điều này trong tâm, hãy cầu nguyện đến Thầy của các bạn như là chính Quán Thế Âm. Cũng có nói, tâm Thầy là Pháp thân bất biến, ngữ Thầy là báo thân miên diễn, thân Thầy là lòng bi bao trùm tất cả của hóa thân. Hãy cầu nguyện đến Thầy, sự hiện diện tự nhiên của bốn thân. Cầu nguyện đến Thầy như không lìa tách với Quán Thế Âm là tinh túy tột độ của Guru Yoga. Nghĩa đen của Guru Yoga là hợp nhất với bản tánh của Thầy. Hòa lẫn tâm thức của các bạn với tâm của Thầy là cái sâu xa nhất của mọi sự thực hành và là con đường ngắn nhất để chứng ngộ. Nó là sức sống của con đường và sự thực hành duy nhất bao gồm tất cả những thực hành khác. Chính là qua nương dựa vào một vị Thầy tâm linh mà tất cả chư Bồ Tát của quá khứ phát sanh Bồ Đề Tâm và đạt đến hoàn thiện. Chẳng hạn, Bồ Tát Tát Tu Ngu, vị khóc mãi, đã sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả thịt và máu của chính Ngài, để được Thầy mình chấp nhận. Và Bồ Tát Sonu Nosang, dồi dào tuyệt hảo trẻ trung, đã theo không dưới 143 đạo sư. Bởi thế,
quan trọng là cầu nguyện đến vị thầy của các bạn mọi lúc và mọi hoàn cảnh, từ những chiều sâu thẳm của lòng các bạn và tận xương tủy của thân thể các bạn. Khi ngồi xuống, hãy quán tưởng Ngài ở trên đầu các bạn và cầu nguyện Ngài. Khi đi, hãy quán tưởng Ngài trên vai phải như các bạn đang đi nhiễu quanh Ngài. Khi ăn, hãy quán tưởng Ngài trong cổ họng các bạn và tưởng tượng rằng thức ăn của bạn được biến thành cam lồ trong sạch nhất, dâng cúng nó cho Ngài. Khi đi ngủ, quán tưởng Ngài trong trái tim các bạn. Ngài ngồi trên một hoa sen đỏ bốn cánh, phóng chiếu ánh sáng rực rỡ đầy khắp toàn bộ vũ trụ. Mọi lạc thú các bạn trải nghiệm, mọi sắc và thanh đẹp đẽ, mọi niềm vui trong đời bạn, hãy nhân chúng lên vô tận trong tâm thức các bạn và cúng dường cho Ngài. Khi những hoàn cảnh của các bạn được hạnh phúc và mọi sự đều tốt đẹp, hãy nghĩ tất cả đều nhờ lòng tốt của Ngài như thế nào, và thọ hưởng cái các bạn có mà không bám níu hơn là đối với một giấc mộng hay một huyễn cảnh. Khi các bạn bị đè nặng bởi bệnh tật, buồn rầu hay bởi đối xử xấu, hãy suy nghĩ, đây thật ra cũng là lòng tốt của Thầy các bạn, bởi vì chính qua những khó khăn như vậy mà các bạn có dịp may tịnh hóa tà hạnh và nợ nần nghiệp báo của quá khứ. Và ước mong rằng mọi khổ đau của tất cả chúng sanh được góp thêm vào cho cái khổ đau riêng của các bạn để họ không phải chịu khổ nữa. Nếu các bạn có thể thấy ngay cả một con quỷ như là Quán Thế Âm, sự bám chấp vào cái thực của những sức mạnh xấu sẽ tan biến. Và những sức mạnh như vậy sẽ không thể tạo ra những chướng ngại cho đời các bạn hay cho sự thực hành của các bạn nữa. Khi sét đánh, núi sập hay thú rừng đe dọa, nếu tâm các bạn tràn đầy tư tưởng về Quán Thế Âm và các bạn hoàn toàn an trụ nơi Ngài, các bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi. Đến lúc chết, nếu các bạn chỉ nghĩ đến Quán Thế Âm, các bạn sẽ không có gì để sợ hãi với những xuất hiện đáng sợ của trung ấm. Nhưng nếu các bạn bị chìm ngập bởi nỗi sợ hãi, do dự giữa chạy đi hay trốn vào một nơi nào đó, các bạn sẽ ở trong khổ não thường trực suốt cuộc đời. Và vào lúc chết, các bạn sẽ không thể vượt qua nổi những sự sợ hãi huyễn hóa của trung ấm. Tất cả những thực hành cao cả của Kinh và Tantra có thể được cô động vào lòng sùng mộ đối với Thầy, và tất cả chúng đều được bao gồm trong sự thực hành trì tụng Mani. Nhớ rằng, sùng mộ đối với Thầy là nguồn của mọi chứng ngộ, và rằng tinh túy của Guru Yoga, hòa tâm mình với bản tánh của Quán Thế Âm, là cái sâu xa nhất của mọi thực hành. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Con đường của những Tantra đã diễn tả những điểm chính của con đường của những kinh điển. Bây giờ, Patru Rinpoche đi đến con đường của những Tantra. Nó cũng thường được gọi là con đường của mật chú hay kim cương thừa, Vajrayana. Điều quan trọng là cần nhớ rằng sự thực hành của kim cương thừa đặt nền trên kinh thừa, không bao giờ xung đột với kinh thừa. Quán đảnh. Trước khi bắt đầu thực hành con đường kim cương thừa, các bạn cần nhận một nhập môn hay trao quyền truyền pháp. Nó cho các bạn được phép nhận những giáo lý kim cương thừa và thực hành chúng, và nó bảo đảm cho sự thấu hiểu về thực hành của các bạn chín dần một cách thích đáng cho đến lúc các bạn có thể thu hoạch quả. Thực hành kim cương thừa mà không đã nhận một quán đảnh truyền pháp thì cũng giống như cố gắng ép đá để thành dầu. 29. Tịnh hóa những che chướng, khởi sự sự thực hành của con đường và hiện thực hóa bốn thân. Tinh túy của bốn quán đảnh là vị thầy Quán Thế Âm. Nếu con nhận ra tự tâm con là vị thầy, tất cả bốn quán đảnh đã trọn vẹn. Nhận sự quán đảnh bẩm sinh vốn sẵn đủ bởi tự tính con,
hãy trì tụng thần chú sáu âm. Trước khi đổ vào một đồ chứa thứ chất lỏng gì rất quý báu, trước hết các bạn phải chắc chắn rằng đồ chứa đã được rửa sạch hoàn toàn. Cùng cách ấy, để bảo đảm rằng các bạn là một đồ nhận thích hợp cho những lời dạy quý báu, điều quan trọng là trước khi nhận được chúng, các bạn phải được tẩy sạch bằng cách nhận một quán đảnh nhập môn. Quán đảnh, Tây Tạng là quang và Sanskrit là Abhisheka, trao quyền cho các bạn được nghe, nghiên cứu và thực hành những giáo lý kim cương thừa. Đặc biệt, nó cho phép thực hành những giai đoạn khác nhau của con đường. Giai đoạn phát triển, trong đó các bạn quán tưởng những quá thần và trì tụng những thần chú. Giai đoạn thành tựu, trong đó các bạn thực hành những yoga nội và đại ấn và đại toàn thiện. Trong đó các bạn gặp gỡ bản tánh tuyệt đối của tánh giác. Dù có nhiều cấp độ của quán đảnh, nền tảng của tất cả chúng là bốn quán đảnh căn bản liên quan với bốn che chướng cần được tịnh hóa, bốn tiến trình qua đó sự tịnh hóa xảy ra và bốn phương diện của thành tựu với kết quả. Quán đảnh cái bình tịnh hóa thân, quán đảnh bí mật tịnh hóa ngữ, quán đảnh trí huệ tịnh hóa tâm thức và quán đảnh biểu tượng tịnh hóa những nhiễm ô chi tế của cả thân, ngữ và tâm thức đồng thời. Bốn sự quán đảnh được nhận lần lượt từ thân, ngữ, tâm và trí huệ kim cương bất hoại của vị thầy. Ở đây, trong hình thức của quán thế âm, quả của bốn quán đảnh này là sự thiện thực hóa của bốn thân. Qua quán đảnh, các bạn sẽ chứng ngộ thực tánh của tất cả hiện tượng là tánh thanh tịnh bổn nguyên. Bây giờ, tại sao chúng ta và tất cả chúng sanh đã bị hành hạ cho tới nay bởi tất cả mọi hình thức của khổ đau trong sáu cõi sanh tử? Đơn giản bởi vì chúng ta đã không thấy biết được mọi sự vật vốn là bổn lai thanh tịnh. Bổn lai thanh tịnh chính là trạng thái thực của tất cả các pháp, và những thấy biết bất tịnh thông thường của chúng ta là hoàn toàn sai lầm. Những vọng tưởng không có một hạt nhỏ chân lý nào, giống như lầm lẫn một đoạn dây thành một con rắn, hay nghĩ một ảo ảnh chập chờn của nước ở xa là thật có một cái gì đó. Thế nên, chức năng của bốn quán đảnh là làm cho các bạn biết sự thanh tịnh vốn có của mọi sự vật. Qua sự ban phước của thân quán thế âm, các bạn sẽ thấy biết toàn bộ vũ trụ như là cõi Phật của quán thế âm, núi Potala. Qua sự ban phước của ngữ quán thế âm, các bạn sẽ thấy biết tất cả âm thanh trong vũ trụ, tiếng của nước, gió, lửa, tiếng kêu của thú vật, giọng nói của con người như là tiếng dội của Mani. Qua sự ban phước của quán thế âm, các bạn sẽ kinh nghiệm tất cả tư tưởng như là trò chơi của tánh giác. Qua sự ban phước của thân, khẩu và ngữ đồng thời của quán thế âm, các bạn sẽ chứng ngộ rằng trong thực tế, thân, ngữ, tâm không phải là ba thực thể riêng biệt mà là một bản tánh của quán thế âm. Tánh không và đại bi không thể tách lìa. Trước tiên đã nhận được một quán đảnh truyền pháp từ một vị thầy đạo hạnh. Bây giờ các bạn phải tự mình làm sống động trở lại sự quán đảnh truyền pháp lần nữa và lần nữa. Mỗi lần làm sâu xa thêm sự thấu hiểu của các bạn, thắp sáng lại những ban phước của thầy và sửa lại những lỗi vi phạm Samaya nào có xảy ra, để làm sống động trở lại sự quán đảnh cái bình. Hãy quán tưởng rõ ràng quán thế âm như là đấng bao trùm tỏa khắp của vô cùng những mạng Đà La, và hãy cầu nguyện Ngài với lòng tin khao khát. Để làm sống động trở lại sự quán đảnh bí mật, hãy trì tụng Mani với lòng sùng mộ nhiệt thành. Để làm sống động trở lại sự quán đảnh trí huệ, hãy cầu khẩn với lòng sùng mộ những ban phước của Đại Bi Toàn Hảo. Không ý niệm của quán thế âm trong hình thức những tia sáng phát ra từ trái tim Ngài và tan biến vào trái tim các bạn. Để làm sống động trở lại sự quán đảnh biểu tượng,
hãy cầu nguyện Quán Thế Âm với sự tôn kính sâu xa và cảm thông sâu sắc. Cầu khẩn trí huệ kim cương của Ngài trong hình thức những tia sáng năm màu sáng chói từ toàn thân Ngài. Chúng tan vào khắp cơ thể các bạn. Theo cách này, khi các bạn nhận bốn quán đảnh, bốn sự che chướng được xóa tan và bốn thân được thành hiện thực. Quán đảnh cũng có thể được nhìn theo nền tảng, con đường và quả. Như lai tạng, Phật tánh đã luôn luôn hiện diện trong các bạn. Bản thân cái ấy là sự quán đảnh nền tảng. Trong thời gian nhập môn, Phật tánh vốn sẵn đủ được chỉ thẳng một cách trực tiếp bởi vị thầy và sau đó được chứng ngộ dần dần bởi đệ tử. Đây là sự quán đảnh con đường. Những phương pháp, phương tiện cho tiến trình tiệm tiến này bao gồm sự quán tưởng những mạng Đà La và những hóa thần, sự trì tụng những thần chú và vân vân. Trong sự thực hành đặc biệt này, các bạn quán tưởng Quán Thế Âm ở trên đầu các bạn, trì tụng thần chú sáu chữ và nhận trở đi trở lại từ ngày bốn quán đảnh. Sự quán đảnh con đường đưa đến sự quán đảnh quả. Nó chỉ là sự chứng ngộ hoàn toàn Phật tánh vốn sẵn có của các bạn. Những ban phước của bốn quán đảnh và năng lực của chúng để tịnh hóa những che chướng cần được giữ gìn và được tăng trưởng bởi những thực hành của bốn con đường tương ứng. Những cái ấy là chủ đề của những câu kệ còn lại của phần này. Tri giác thanh tịnh. 30. Sanh tử không là gì khác hơn như thế nào sự vật xuất hiện với con. Nếu con nhận ra mọi sự như là quá thần bổn tôn, sự tốt đẹp của những người khác đã trọn vẹn, thấy sự thanh tịnh của mọi sự là ban bốn quán đảnh cho tất cả chúng sanh tức thì. Nào vét sạch những chiều sâu của sanh tử, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Đối với người có những khả năng trung bình, con đường là sự từ bỏ toàn hảo. Đối với những người lớn lao, con đường là lòng bi toàn hảo. Đối với những người có những khả năng tối cao, con đường là sự thấy biết tánh thanh tịnh bổn nhiên và toàn hảo. Chính cái thấy biết thanh tịnh này của Kim Cương Thừa mà chúng ta quan tâm ở đây. Vậy thì, cái gì nghĩa là tri giác thanh tịnh? Cách thức chúng ta thường kinh nghiệm thế giới bên ngoài, thân thể chúng ta và cảm giác chúng ta là bất tịnh. Theo nghĩa chúng ta thấy biết chúng như là bình thường. Những thực thể hiện hữu một cách có bản chất. Từ cái thấy biết sai lầm này, có ra những phiền não chúng kéo dài khổ đau. Tuy nhiên, hãy nhìn kỹ tất cả những hình tướng ấy. Các bạn sẽ thấy ra rằng chúng không có hiện hữu thật sự. Từ một quan điểm tương đối, chúng xuất hiện như là một kết quả của nhiều nhân và duyên khác nhau. Như một ảo ảnh hay một giấc mộng. Nhưng trong thực tế, không có cái gì khởi từ những nhân và duyên lại có một hiện hữu thật sự nào. Thật vậy, không có một vật nào để xuất hiện. Như có nói, ai thấu hiểu tánh không là bậc hiền trí thật sự. Nếu các bạn tiếp tục thẩm xét, các bạn sẽ thấy ra rằng không có vật gì ở bất cứ nơi đâu. Không ngay cả một nguyên tử đơn nhất lại có một hiện hữu đích thực. Bây giờ, rõ ràng rằng nhìn thấy những sự vật theo cách khác đi, chúng như hiện hữu thật sự, chính là cái thấy biết hư vọng tạo nền cho sanh tử. Nhưng ngay cả cái thấy biết hư vọng này cũng không bao giờ lìa ngoài lãnh vực của tánh không. Bởi thế, vô minh không là gì khác hơn một tấm màn che phù du không có hiện hữu nội tại. Khi các bạn nhận ra điều này, không có gì là thấy biết bất tịnh nữa. Chỉ có trò phô diễn của thân, ngữ, tâm và trí huệ của Phật. Bây giờ, không cần đến cố gắng nào để thoát khỏi ba cõi sanh tử hay để tận diệt khổ đau, bởi vì cả sanh tử lẫn khổ đau đều chưa từng hiện diện. Một khi các bạn chứng ngộ rằng sanh tử là trống không như một ảo ảnh, tất cả khuôn khổ nghiệp quả và thức tình phiền não
nằm tại gốc rễ của sanh tử đều bị cắt sạch. Tánh không, tuy nhiên không phải là cái chẳng có gì hay hư không trống rỗng, bởi vì như Bát Nhã Ba La Mật nói, sắc tức là không, không tức là sắc, không chẳng khác sắc, và sắc chẳng khác không. Thế đấy, tánh không, không lìa khỏi sự phô diễn của những thân và những trí huệ. Trong ý nghĩa đó, mọi hình tướng xuất hiện đều là thân của Quán Thế Âm, mọi âm thanh đều là thần chú của Ngài, và mọi tư tưởng đều là sự hợp nhất không và lạc của tánh không và đại bi. Khi các bạn chứng ngộ cái chân không này của những hiện tượng, các bạn sẽ tự nhiên cảm thấy một lòng bi không có ý niệm, bao trùm khắp với tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong đại dương sanh tử của khổ đau, bởi vì họ bám chấp vào ý niệm một bản ngã. Cái tôi gây rối rắm phiền muộn này chỉ biết quan tâm đến chính nó, trong thực tế đã không bao giờ bắt đầu hiện hữu, ngay đây cũng không đang hiện hữu ở bất cứ nơi đâu. Thế nên nó cũng sẽ không có chỗ tắt mất, không có một dấu vết nhỏ nhất nào của nó có thể được tìm thấy. Bởi thế, khi các bạn nhận biết tánh không, mọi ý niệm có một bản ngã cần phải phá tan cũng tan biến, và đồng thời năng lực đem lại sự tốt đẹp cho những người khác mọc lên như mặt trời, một cách không tào tác và cố gắng. Ở đây, các bạn sẽ thấy khuôn mặt thật của Quán Thế Âm, tánh không và đại bi hợp nhất. Và ở đây bắt đầu 10 cấp độ liên tiếp nhau của các Bồ Tát, những người có khả năng kéo dài một khoảng khắc thành một thời đại và cô động một thời đại thành một khoảng khắc. Họ tràn đầy lòng bi tự nhiên, vô niệm, và bất cứ cái gì họ làm, dù chỉ một cử chỉ đơn giản của đôi tay, cũng đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Họ không bao giờ bị ngu muội bởi những hình tướng xuất hiện, như một nhà huyễn thuật không bao giờ bị mê muội bởi trò lừa dối của ông ta. Bởi vì họ biết rằng những hình tướng không có thực tánh, và họ biết rằng không nhận biết sự kiện ấy, tức là vọng tưởng. Họ ban cho mọi thành tựu thông thường và tối thượng, làm việc không mệt mỏi cho lợi lạc của tất cả hữu tình. Họ nạo vét sạch những chiều sâu tận đáy của sanh tử. Cầu nguyện nhiệt thành Quán Thế Âm, hãy quán tưởng vô số tia sáng phóng chiếu từ thân Ngài, xua tan khổ đau và những che chướng của tất cả chúng sanh, và ban cho họ 4 quán đảnh. Tất cả chúng sanh nam trở thành Quán Thế Âm, tất cả nữ trở thành Jesun Rosma, và toàn thể vũ trụ trở thành cõi Phật của họ. Thực hành theo cách này đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Mọi hiện tượng của sanh tử và niết bàn là những phóng chiếu của tâm các bạn. Thế nên đó cũng là Quán Thế Âm, trộn lẫn tất cả thực hành vào một cái. An trụ trong trạng thái nơi đó, tánh không và những hình tướng là một tánh duy nhất. Và hãy trì tụng Mani. Giai đoạn phát triển. Con đường mật chú được chia thành giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Giai đoạn phát triển gồm những yoga của những phương diện trí huệ của thân, ngữ và tâm thức. Thân kim cương, ngữ kim cương và tâm kim cương. Mục đích của nó là chứng ngộ tánh thanh tịnh bổn nguyên của tất cả hiện tượng. Giai đoạn thành tựu dẫn đến sự chứng ngộ không có ý niệm về bản tánh của tâm thức. Thân kim cương. 31. Tâm thức không thể đảm đương tất cả những thực hành quán tưởng. Thiền định về một vị Phật là thiền định về tất cả chư Phật. Bất cứ cái gì xuất hiện, những hình tướng là hình sắc của bậc đại bi. Trong cảnh giới của thân thể hóa thần, xuất hiện nhưng trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Sự thực hành cốt lõi của giai đoạn phát triển là quán tưởng bản thân các bạn và tất cả chúng sanh khác như là những hóa thần, và vũ trụ như là mạng Đà La hay một cõi Phật. Con người ngày nay với trí năng giới hạn, cuộc đời ngắn ngủi và tinh tấn yếu ớt,
họ thấy khó khăn để làm chủ mọi quán tưởng tạo tác trong những tantra. Cố gắng thử làm tất cả những thực hành phức tạp này là vô ích. Tuy nhiên, bằng cách thông thạo triệt để một thực hành nhắm vào chỉ một vị Phật, các bạn có thể khám phá ra trí huệ và lòng bi của tất cả chư vị. Với thực hành hiện giờ, các bạn có thể quán tưởng chính các bạn là Quán Thế Âm hay quán tưởng Quán Thế Âm ở trên đầu các bạn, nghĩ đến Ngài như không khác với bổn sư của các bạn, vị thầy mà các bạn cảm thấy sùng mộ lớn lao nhất. Ngài màu trắng chói sáng của một đỉnh tuyết phản chiếu 100.000 mặt trời, xua tan bóng tối của toàn thể vũ trụ. Ngài có một đầu tượng trưng cho cái một của bản tánh tuyệt đối, bốn tay tượng trưng cho từ, bi, hỷ, xả, hai chân xếp bằng trong tư thế kim cương, tượng trưng tính nhất như của sanh tử và niết bàn. Ngài ngồi trên một hoa sen ngàn cánh, tượng trưng lòng bi, và một dĩa mặt trăng tượng trưng cho tánh không. Một đôi tay chấp ở trái tim và cầm một viên ngọc, tượng trưng bồ đề tâm. Hòn ngọc như ý ban cho những thành tựu tối cao và thông thường. Hai tay kia, một tay bên phải cầm lên một sâu chuỗi pha lê, và tay kia một hoa sen trắng bên trái. Sâu chuỗi tượng trưng lòng bi không ngừng của Ngài trải dài như một dòng không dứt qua trái tim của mỗi một chúng sanh. Và hoa sen là sự thanh tịnh không biến đổi của trí huệ Ngài nở trọn vẹn trên bùn lầy của sanh tử. Viên ngọc cũng tượng trưng trí huệ, đại lạc như phương tiện, trong khi hoa sen tượng trưng trí huệ, tánh không như sự chứng ngộ. Thân thể đẹp đẽ của Ngài mang tất cả tướng chánh và tướng phụ của một vị Phật được bao trùm trong ngọc và lụa của báo thân. Mục đích của những thực hành quán tưởng của giai đoạn phát triển như cái này là để phát triển cái thấy biết thanh tịnh. Đó là để thấy bản thân các bạn và tất cả chúng sanh như những quá thần trí huệ, và môi trường của các bạn như là một cõi Phật, để nghe tất cả âm thanh như là những thần chú, và để hiểu mọi tư tưởng như là trò chơi của tánh giác. Cái tri giác thanh tịnh này không phải là một ý tưởng nhân đạo nào đó về sự thanh tịnh mà các bạn cố gắng gán ghép lên những hiện tượng. Hơn thế nữa, nó là sự nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng thật sự và vốn xưa nay thanh tịnh. Nó được hoàn thành qua nhiều kỹ thuật thiền định. Chúng dần dần được hoàn thiện. Ban đầu, các bạn có thể không quán tưởng được Quán Thế Âm như một toàn thể một cách rất rõ ràng. Thế nên, hãy bắt đầu bằng cách quán tưởng khuôn mặt của Ngài. Dược tất cả chúng sanh, lông mày cong hoàn hảo của Ngài, đường nét của cái mũi và nụ cười rạng rỡ của Ngài. Rồi từ từ mở rộng sự quán tưởng đến toàn cái đầu của Ngài. Hình dáng tuyệt hảo và những trang sức của nó, dương miệng và bông tai bằng vàng. Dần dần, quán tưởng phần dưới còn lại của thân thể Ngài với những trang sức khác. Ba vòng cổ, tấm da sơn dương trên vai trái và bao phủ phần ngực trái, những vòng đeo tay và cổ chân nạm ngọc, những khăn quàng lụa màu sắc, khăn quàng trắng theo chỉ vàng và y phục phần dưới năm màu. Quán tưởng mỗi chi tiết chậm chậm theo cách này. Từ từng cái một, các bạn sẽ dần dần có thể duy trì sự quán tưởng bao trùm toàn bộ. Bấy giờ, trong mỗi lỗ chân lông của thân thể Quán Thế Âm, hãy quán tưởng một cõi Phật. Và trong mỗi cõi Phật của hàng tỷ cõi Phật này, có một vị Phật chuyển bánh xe Pháp cho chúng hội Thanh Văn, Bích Chi và Bồ Tát của Ngài. Giáo lý của những vị Phật này về tri kiến, thiền định và hành động của Đại Thừa là căn cứ trên Pháp cao siêu thần chú sáu ngữ và khả năng chỉ dạy của các ngài đến nỗi trong nhiều kiếp, các ngài có thể xiển dương ý nghĩa của chỉ một chữ, chẳng hạn chữ Om, mà không hề cạn kiệt đề tài. Không có cái gì trong những cõi Phật này là bất tịnh. Không có sự thù ghét kẻ thù hay luyến ái bạn bè. Mọi giống nam là Quán Thế Âm
và mọi giống nữ là Zetsun Rosma. Tất cả những cõi Phật này là những lưu xuất huyển hóa của trò chơi phô diễn của Quán Thế Âm, sự biểu lộ tánh không và đại bi không tách lìa. Khi quán tưởng thân thể các bạn là thân kim cương của Quán Thế Âm, các bạn phải thấy toàn thể môi trường bên ngoài được chuyển hóa thành tịnh độ của Quán Thế Âm, núi Potala, trong cõi cực lạc Sukhavati, với những điều kỳ diệu như những đồi ngọc, sông Cam Lồ và cây Như Ý, những đám mây của những sự cúng dường đầy trời. Thần chú Om Mani Padme Hum vang lên khắp nơi, và khổ là một danh từ không bao giờ được nghe đến. Khi các bạn quán tưởng thân kim cương, các bạn không nên nghĩ nó là một cái gì cứng đặc, làm bằng thịt, xương và máu, mà như là một cầu vồng chói lọi, màu sắc và trong sáng, nhưng không có bản chất nào. Để là phương diện không của bản tánh Quán Thế Âm, nó không có những hợp uẩn thô đặc hay bất tịnh. Quán Thế Âm hoàn toàn vô nhiễm với năm uẩn. Chúng hợp với nhau làm nảy sinh ý niệm về một bản ngã. Ban đầu, dầu cố gắng siêng năng, các bạn cảm thấy khó mà làm chủ mọi chi tiết của sự quán tưởng. Trong trường hợp ấy, đơn giản, hãy khai triển một sự xác tín rõ ràng. Các bạn chính là Quán Thế Âm, không phải như là kết quả của tạo tác thuộc về tâm thức mà vốn là như vậy. Nếu các bạn quán tưởng Quán Thế Âm trên đầu các bạn, đơn giản hãy tin chắc rằng Ngài ở đó và rõ ràng biết sự hiện diện của Ngài. Theo thời gian, bằng cách tập trung vào mỗi chi tiết lặp đi lặp lại, các bạn sẽ dần dần trở nên quen với sự quán tưởng cho đến khi nó trở thành hoàn toàn tự nhiên. Như mọi chi tiết của một nơi chốn nào bạn đã sống lâu năm sẵn sàng hiện hình trong trí các bạn. Khi sự quán tưởng Quán Thế Âm trở nên rõ ràng và vững chắc, hãy quán tưởng những tia sáng phóng ra từ thân thể Ngài soi khắp mười phương, cúng dường tất cả chư Phật và Bồ Tát trong vô số cõi Phật. Những tia sáng này trở lại mang theo những ban phước của tất cả các bậc giác ngộ và tan trở vào Quán Thế Âm, ngày càng trở nên sáng chói và rực rỡ hơn. Một lần nữa, Ngài phóng ra những tia sáng, lần này đến với tất cả chúng sanh, xua tan khổ đau của họ, đặt để họ trong trí huệ của Đại Lạc và chuyển hóa họ thành những Bồ Tát nam và nữ và toàn thể vũ trụ thành một cõi Phật hoàn hảo. Trong khi các bạn đang thiền định về Quán Thế Âm, những tư tưởng bình thường sẽ dừng lại và tâm thức sẽ an định. Nếu bấy giờ các bạn nhìn vào bản tánh của tâm thức, sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng rằng Hóa Thần Bổn Tôn tự bản chất là một với tánh không. Cái hiểu này bấy giờ sẽ mở rộng đến sự chứng ngộ rằng tất cả hình tướng xuất hiện là trống không trong bản tánh và bởi thế hoàn toàn thanh tịnh. Hộ trì sự chứng ngộ này trong tất cả mọi lúc là giai đoạn phát triển của tánh thanh tịnh vô biên. Ngữ Kim Cương 32. Những trì tụng, sadhana và thần chú chỉ là những rắc rối. Thần chú sáu chữ bao gồm tất cả là âm thanh thực sự của Pháp. Tất cả âm thanh không gì khác hơn là ngữ của Quán Thế Âm cao siêu. Nhận biết chúng như là thần chú, âm gian nhưng trống không. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Một trong những yếu tố chính của thực hành Kim Cương Thừa là thần chú, mantra. Thần chú là những công thức bằng tiếng Sanskrit trong lĩnh vực âm thanh, có một phần quan trọng tương đương với sự quan trọng của những quá thần được quán tưởng trong lĩnh vực hình sắc. Thần chú có nhiều loại khác nhau, gồm những thần chú của cái biết, thần chú bí mật và Dharani. Cũng có những thần chú của sự tiếp cận, những thần chú của sự hoàn thành và những thần chú để thành tựu bốn sự hoạt động. Tuy nhiên, không có thần chú nào có thể được xem như cao hơn Mani. Nó bao gồm không chỉ tất cả chức năng
mà còn tất cả năng lực và ban phước của mọi thần chú khác. Những bậc thánh trí quá khứ, chẳng hạn như Kama Chapme vĩ đại, đã không thể tìm khắp trong kinh điển một thần chú lợi lạc, tinh túy hơn hay dễ dàng thực hành hơn Mani. Bởi thế, các ngài đã lấy thần chú này là sự thực hành chính của các ngài. Ngay chỉ nghe được Mani là đủ để chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Ví dụ, chuyện kể rằng có lần 500 con trùng giành giật nhau để sống trong một cái hố bẩn thỉu ghê gớm. Quán Thế Âm thương xót cho sự khổ đau của chúng, biến thành một con ong vàng và bay trên cái hố, do ve thần chú Mani. Những con trùng nghe được âm thanh của 6 chữ đã hoàn toàn thoát khỏi những đau khổ của chúng và sanh lại ở một cõi trời. Mani không chỉ là một chuỗi lời bình thường, nó chứa đựng tất cả những ban phước và lòng bi của Quán Thế Âm. Thật vậy, nó chính là Quán Thế Âm trong hình thức âm thanh. Như chúng ta hiện giờ, những che chướng nghiệp báo của chúng ta ngăn cản chúng ta có thể thực sự gặp gỡ Quán Thế Âm trong cõi Phật của Ngài. Nhưng điều chúng ta có thể làm là nghe thần chú của Ngài, trì tụng nó, đọc nó và viết nó ra cho đẹp bằng chữ vàng. Bởi vì không có sự khác nhau nào giữa bản thân hóa thần bổn tôn và thần chú là tinh túy của Ngài. Những việc làm này đem lại lợi lạc lớn lao. 6 chữ là sự biểu lộ 6 ba la mật của Quán Thế Âm. Và như chính Ngài đã nói, người nào trì tụng thần chú 6 chữ sẽ hoàn thiện 6 ba la mật và tịnh hóa mọi che chướng và nghiệp báo. Để thực hành trì tụng thần chú này, trước tiên quán tưởng Quán Thế Âm như đã tả ở trước, càng rõ ràng sống động càng tốt. Trong trái tim Quán Thế Âm, hãy quán tưởng một hoa sen 6 cánh, trên đó là một đĩa mặt trăng tròn. Trong trung tâm đĩa mặt trăng là chữ Tri, bao quanh bởi 6 chữ Om Mani Padme Hum, xếp theo chiều kim đồng hồ trong một vòng tròn như một chuỗi ngọc trai. Tỏa chiếu những dòng ánh sáng, chúng mang những cúng dường đến cõi cực lạc Sukhavati, đến cõi cực Mỹ ưa nhìn và đến tất cả cõi Phật mười phương. Mỗi một tia sáng mang theo vô số đồ cúng dường như 8 biểu tượng tốt lành, 8 chất quý báu, 7 biểu hiện vương giả, những cây như ý, những pháp khí quý giá và tạo thành những đám mây khổng lồ của những cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát của mỗi cõi Phật đầy khắp bầu trời. Nhận những món cúng dường của các bạn, chư Phật giúp các bạn tích tập công đức và trí huệ. Rồi tất cả tia sáng này trở lại, mang theo trong hình thức cam lồ quý báu những ban phước của thân, ngữ, tâm của tất cả chư Phật, cùng với trí huệ, năng lực và tình thương của các ngài, và tan vào thần chú trong trái tim Quán Thế Âm. Quán Thế Âm trở nên sáng chói và rực rỡ hơn nữa, như vàng tắm trong nước màu vàng nghệ. Rồi những tia sáng vô biên lại phóng ra từ vòng tròn thần chú, lần này xóa tan khổ đau của tất cả chúng sanh trong 6 cõi. Cái nóng làm bỏng và cái lạnh nhức nhối của những địa ngục, cái đói khát không gì giải tỏa được của ngạ quỷ, cái ngu si hung dữ, cảnh nô lệ và bị đối xử tồi tệ của súc sanh, những khổ đau của sanh và bệnh chết của con người, sự ghen ghét và cừu hận của bán thiên và mối khổ não của chư thiên khi cuối cùng, từ những thế giới tinh tế của lạc thú và định tĩnh, họ đâm đầu xuống những chiều sâu của các cõi thấp. Tất cả sự thống khổ này bị xua tan bởi ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ thần chú, như mặt trời buổi sáng làm tan chảy sương mù trên cánh đồng mùa đông. Tất cả chúng sanh được chuyển hóa thành Quán Thế Âm, trước hết là môi trường trực tiếp quanh các bạn, và rồi toàn thể vũ trụ trở thành cõi tịnh độ của núi Potala. Khi phúc lợi của tất cả chúng sanh đã được hoàn thành theo cách này, hãy gom thu lại những tia sáng trở vào trong chính các bạn, tức là Quán Thế Âm.
mỗi một lỗ chân lông của thân thể các bạn chứa đựng vô số cõi Phật, mỗi cõi âm gian thần chú 6 chữ. Sự rung động của nó tràn đầy toàn thể không gian, như tiếng cho che của 1 triệu con ong bay ra khỏi tổ khi bị mở banh. Âm thanh của thần chú xóa sạch vô minh và hàng phục mọi năng lực tiêu cực. Nó thức tỉnh những thanh văn khỏi định của các ngài và đem các ngài vào con đường đại thừa. Nó làm những cúng dường cho các Bồ Tát, khuyến tán các ngài tiếp tục làm việc cho lợi lạc của chúng sanh, và nó ra lệnh cho các ngài hộ pháp giữ gìn những giáo lý và làm tăng trưởng hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả. Những âm thanh của gió và những con sông chảy, tiếng lách tách của lửa, tiếng kêu của thú vật, những bài hát của chim chóc, tiếng nói của con người, tất cả âm thanh của vũ trụ là âm gian của thần chú 6 ngữ. Âm thanh tự khởi của pháp vang lên nhưng trống không, tiếng vang dội của pháp thân vô sanh. Qua trì tụng, thực hành yoga của ngữ kim cương, các bạn sẽ không khó khăn đạt được những thành tựu bình thường và tối cao. Tâm kim cương 33. Vì những tư tưởng và 2 che chướng được bình lặng, kinh nghiệm và chứng ngộ tăng trưởng, vì những tri giác của bạn được điều ngự, những kẻ thù và những ảnh hưởng ngăn ngại bị khuất phục. Chính Quán Thế Âm Ngài ban cho những thành tựu bình thường và tối cao trong chỉ đời này. Vì 4 hoạt động được thành tựu bởi tự chúng, hãy trì tụng thần chú 6 âm. Không có một thực thể nào của bất cứ loại nào hiện hữu thật sự và thường tồn. Tất cả hiện tượng của sanh tử và niết bàn, ngay dù những hình tướng được thấy như hóa thần và những âm thanh được nghe như thần chú, đều là những phóng chiếu của tâm thức. Nếu các bạn tìm kiếm bản chất của tâm, các bạn sẽ thấy như đã được nói trong Bát Nhã Ba La Mật. Tâm không hiện hữu, sự biểu lộ của nó là tánh sáng tỏ. Cái chúng ta bình thường gọi là tâm mê vọng, một xoáy lốc ồn ào của những tư tưởng bị khuấy động bởi tham, sân và si. Tâm này khác với tánh giác giác ngộ, luôn luôn bị mang đi xa bởi một vọng tưởng này tiếp sau một vọng tưởng khác. Những tư tưởng ghét giận hay tham bám thình lình khởi lên không báo trước, bùng nổ bởi những hoàn cảnh như một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một kẻ thù hay một người bạn. Và trừ phi chúng tức thời bị hóa giải bằng một đối trị thích hợp, còn không, chúng nhanh chóng bắt rễ và sinh sôi, làm mạnh thêm ưu thế thói quen của những thương ghét trong tâm thức và càng gia thêm những khuôn khổ nghiệp báo. Nhưng dù những tư tưởng ấy có vẻ mạnh mẽ như thế nào, chúng chỉ là những tư tưởng và cuối cùng tan biến trong tánh không. Một khi các bạn nhận ra bản chất nội tại của tâm, những tư tưởng hình như khởi, diệt mọi lúc này không thể làm các bạn ngu muội nữa. Như những đám mây thành hình, tồn tại một lúc và rồi tan biến vào bầu trời trống không, những vọng tưởng cũng thế, khởi lên, có mặt một lát và rồi tan mất trong tánh không của tâm. Trong thực tế, không có cái gì đã xảy ra cả. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào một hòn pha lê, những ánh sáng của mọi màu sắc cầu vồng xuất hiện, tuy nhiên chúng không có bản chất gì cho các bạn có thể bám nắm. Cũng thế, tất cả tư tưởng trong sự đa tạp vô cùng của chúng, sùng mộ, bi mẫn, làm hại, tham muốn, rốt ráo đều không có bản chất, vô tự tánh. Đây là tâm của Quán Thế Âm, không có tư tưởng nào khác tánh không. Nếu các bạn nhận ra bản chất trống không của những tư tưởng ngay lúc chúng khởi lên, thì chúng sẽ tan biến. Tham luyến và căm ghét sẽ không bao giờ có thể quấy rối tâm thức. Những cảm thức hư vọng sẽ tự sụp đổ. Không có hành động xấu nào được tích tập nữa. Thế nên không có khổ đau theo đó. Đây là đỉnh điểm của sự làm cho bình lặng, cái thứ nhất trong 4 hoạt động.
Nếu các bạn thực hành những yoga về thân, ngữ và tâm mà không làm mồi cho những tư tưởng, ở điểm này, lòng bi của Quán Thế Âm và Phật tánh vốn sẵn có của các bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ và hòa làm một. Những kinh nghiệm thiền định sẽ tăng thêm, cùng với lòng sùng mộ và lòng bi, như những tia sáng mặt trời tăng thêm sức mạnh khi tập trung qua một cái gương tráng lệ. Đây là đỉnh điểm của sự tăng trưởng hay tăng ít, hoạt động thứ hai. Một khi các bạn thấy rằng tất cả hiện tượng của cả sanh tử lẫn niết bàn chỉ là những tạo tác của tâm thức và rằng bản tánh của tâm thức là trống không, bây giờ chuyển hóa tri giác bất tịnh thành tri giác thanh tịnh không còn là một vấn đề. Tất cả hiện tượng được phát hiện một cách đơn giản như là thanh tịnh bổn nhiên. Sự chứng ngộ này đem tới cho các bạn một cách tổng quát sự kiểm soát không giới hạn trên mọi hiện tượng và một cách riêng biệt 10 năng lực của những bậc tối cao: năng lực trên vật chất, năng lực trên đời sống, năng lực trên nghiệp quả, vân vân. Có nói rằng bằng cách làm chủ tri giác của mình, người ta có thể làm chủ tất cả mọi hiện tượng. Khi các bạn thoát khỏi năng lực của những vọng tưởng, các bạn sẽ có thể chuyển hóa các đại theo ý muốn và làm chủ kho tàng vô tận của bầu trời. Trong một nạn đói kinh khủng ở Ấn Độ, đại sư Nagarjuna biến sắc thành vàng. Với vàng này, ngài không chỉ có thể nuôi sống toàn bộ tăng già qua khỏi nạn đói mà còn xây dựng được nhiều chùa mới. Tất cả những phép lạ mà 84 đại thành tựu giả biểu lộ quyền năng của các ngài trên những hình tướng có thể làm được là do sự chứng ngộ tánh không và sự tự do khỏi mê vọng của các ngài. Cuối cùng, đến sự làm chủ của chính giác ngộ, đỉnh điểm của năng lực, hoạt động thứ ba. Một khi tâm mê vọng đã bị hàng phục, bấy giờ không có chỗ nào làm bến trú ẩn cho những quỷ thần tác hại hay những năng lực xấu. Và khi thân tâm các bạn thấm nhuần bồ đề tâm, cái mà trước kia các bạn có thể tri giác như là những năng lực tà ma và gây ngăn ngại, bấy giờ các bạn sẽ thấy chúng như những biểu hiện của thầy các bạn. Qua chúng, các bạn có thể làm mạnh thêm từ và bi. Theo cách này, khổ đau biến mất, và các bạn sử dụng những lực lượng tiêu cực, xấu ác, những chướng ngại và những khó khăn để tiến bộ trong sự thực hành của các bạn. Đây là đỉnh điểm của hàng phục, hoạt động thứ tư. Qua sự thực hành giai đoạn phát triển, quán tưởng Quán Thế Âm và trì tụng thần chú của ngài, các bạn nhận biết trí huệ của ngài. Từ tia lửa của sự nhận biết này, trí huệ lớn lên như một ngọn lửa lan qua một rừng cây khô. Đây là tinh túy của giai đoạn thành tựu. Qua sự thực hành này, tâm thức được nhuần hóa và bốn hoạt động được thành tựu tự chúng một cách tự nhiên. Những che chướng và tà hạnh, bệnh tật và khổ đau được bình lặng, thọ mạng công đức, thịnh vượng và trí huệ tăng trưởng. Người ta, những tư tưởng và những năng lực bên trong được thuộc về dưới quyền năng của các bạn mà không có tranh đấu. Và mọi lực lượng tiêu cực, những thù địch, những chướng ngại và những ma quỷ bên trong, những thức tình được hàng phục. Sau thiền định, để kinh nghiệm đầy đủ ý nghĩa sâu xa của Kim Cương Thừa, điều quan trọng là duy trì sự thực hành trong mọi lúc, không chỉ trong những thời thiền định cụ thể. Thực hành cho những thời thiền định và thực hành cho những thời kỳ giữa những thời thiền định phải được xem là không tách biệt nhau. Mục đích của bản thân thực hành thiền định, như chúng ta đã thấy, là có được sự vững chắc trong cái tri giác tất cả hình tướng như là hình thể của Quá Thần Bổn Tôn, tất cả âm thanh là thần chú của ngài và tất cả tư tưởng là pháp thân. Như thế, nhận biết bản tánh tuyệt đối của tâm thức trống không và sáng rỡ. Bây giờ, trong những thời kỳ giữa các thời thiền định, bất cứ các bạn làm điều gì, các bạn phải hộ trì, giữ gìn cái nhận biết này mà không rơi trở lại vào những thói quen bình thường cũ, đến mức các bạn có thể khai triển sự thấu hiểu đã có được trong khi thiền định.
Trong cách này, tất cả mọi hoạt động của các bạn sẽ nối kết, tương ưng với cái thấy, thiền định và hành động của kim cương thừa. 34. Hãy cúng Toma của tất cả cái gì khởi lên cho những vị khách của sự vốn tự giải thoát. Hãy nặng đất sét của bất cứ cái gì xuất hiện thành xa xa của hình tướng chân không. Hãy cúng sự lễ lại của bất nhị đến bậc của bản tánh tâm. Hoàn thành những pháp sự này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Giữa những thời thiền định, hãy bảo đảm rằng bất cứ việc gì bạn làm cũng đều hài hòa với pháp. Điều này sẽ giúp làm sâu thêm cái hiểu của bạn về cái thấy. Nếu khi các bạn vừa chấm dứt thiền định và bắt đầu một việc khác, các bạn lại để cho những tư tưởng của mình sinh sôi cho đến khi các bạn hoàn toàn bị tách lìa xa do vọng tưởng, sự thiền định của các bạn sẽ không tiến bộ và các bạn sẽ thấy mình thường xuyên chiến đấu với đủ mọi loại chướng ngại. Hôn trầm nặng nề hay phóng dật điên cuồng chẳng hạn. Thế nên, bất cứ khi nào rỗi rảnh, hãy lễ lại, đi nhiễu quanh các chốn thiêng liêng, cúng dường Toma hay nặng xa xa. Tóm tắt, chỉ làm cái gì thật sự có ý nghĩa. Những nghi lễ cúng dường Toma được dân cúng đến bốn loại người nhận, thường được biết như những vị khách, những người đáng tôn kính, tam bảo và những hộ pháp, và những người cần đến lòng bi của các bạn, tất cả chúng sanh và những ma quỷ mà các bạn mắc nợ nghiệp với họ. Dân cúng những Toma một cách thích đáng, ban phước cho chúng với Dharani và thần chú sẽ đem lại lợi lạc không cùng. Cũng có những giáo huấn về dân cúng những Toma bằng nước. Một Toma dân cúng cho tam bảo sẽ hoàn thành hai sự tích tập: dân cúng cho các hộ pháp làm họ hài lòng và khiến họ hành động, dân cúng cho tất cả chúng sanh sẽ làm nhẹ những khổ đau đủ loại của họ và làm giảm đối khát của những ma quỷ, và dân cúng cho những chủ nợ nghiệp của chúng ta sẽ trả những món nợ chúng ta đã mắc trong tất cả những đời quá khứ, giải thoát chúng ta khỏi bệnh tật, ảnh hưởng xấu ác và những ngăn chướng đủ loại. Một xa xa là một tháp stupa nhỏ thường được nặng từ đất sét. Nó tượng trưng cho một phương diện tuyệt đối của tâm một Đức Phật, Pháp Thân. Pandita Atisa Vĩ Đại thường làm ba xa xa mỗi ngày bằng chính đôi tay mình, và Ngài xem đó là một hoạt động rất lợi lạc. Nếu các bạn không có thì giờ để làm những xa xa bằng đất sét, có những giáo huấn về cách làm chúng bằng cách dùng bốn đại đất, nước, lửa và không khí. Cúng dường những xa xa là một cách để hoàn thành hai sự tích tập. Nếu các bạn không thể làm những cúng dường bằng vật chất, các bạn luôn luôn có thể dâng cúng bằng tâm tưởng mọi vẻ đẹp của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, hoa, hương, tiếng chim hót, và thay vì dâng cúng một Toma vật chất. Khi thấu hiểu tâm tức là quán thế âm, hãy quán tưởng thân các bạn như là cam lồ trí huệ thanh tịnh và dâng cúng nó cho bốn loại khách đã nói ở trên. Hoặc nếu quán thế âm là quá thần bổn tôn mà các bạn dâng cúng, chủ đề của sự thiền định của các bạn hay tiêu điểm cho những sự lễ lại và sùng mộ của các bạn, lợi lạc vô cùng sẽ sanh ra từ đó. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, tất cả hiện tượng là những phóng chiếu của tâm, người dân cúng, quá thần bổn tôn được dân cúng và bản thân những dân cúng không cách nào hiện hữu như những thực thể cụ thể. Thế nên, khi một Đại Bồ Tát thực hành rộng lượng và những ba la mật khác, Ngài biết rằng tất cả những hoạt động này không thực hơn một ảo ảnh huyễn thuật hay một giấc mộng. Ngài làm những dân cúng bao la và tích tập vô biên công đức. Nhưng trong tất cả thời gian, Ngài hoàn toàn thoát khỏi luyến chấp, kiêu căng và kẻ cả. 35. Hãy đánh bại kẻ thù của con, sự thù ghét với vũ khí của từ. Hãy bảo vệ gia đình của con, chúng sanh trong sáu cõi, với phương tiện thiện xảo của bi. Hãy gặt hái từ cánh đồng sùng mộ vũ mùa của kinh nghiệm và chứng ngộ. Hoàn thành công việc của đời con,
hãy trì tụng thần chú sáu âm. Theo những giá trị bình thường, đánh bại những kẻ thù của các bạn, bảo vệ gia đình các bạn và thêm giàu có, thịnh vượng là cái tạo thành một cuộc đời thỏa mãn và suôn sẻ. Nhưng là những Phật tử, chúng ta cần cố gắng đánh bại sự hiếu chiến của chính chúng ta hơn là những kẻ thù của chúng ta, chăm sóc sự nhẫn nhục của chính chúng ta hơn là gia đình của chúng ta, và đầu tư nhiều cho lòng bi và lòng từ hơn là sự thịnh vượng vật chất. Có nói rằng, không có xấu ác nào hơn thù ghét và không có đức hạnh nào hơn nhẫn nhục. Trong khi chỉ một khoảnh khắc sân hận sẽ hủy hoại vô số kiếp của công đức và dẫn đến khổ đau đăng đẳng trong những địa ngục, thì nhẫn nhục đối với những người làm hại các bạn và mong muốn thật lòng đưa lại cho họ hạnh phúc sẽ đưa các bạn đi nhanh chóng trên con đường của tất cả chư Phật. Không có đường lối tốt đẹp nào để đối xử với những kẻ thù hơn là cảm thấy tình thương bao la cho họ. Nhận chân rằng trong những đời trước họ đã từng là cha mẹ các bạn. Không có cách thức tốt đẹp nào để nuôi dưỡng gia đình các bạn và chăm sóc cho những người khác hơn là thực hành pháp và hồi hướng cho tất cả chúng sanh công đức các bạn có được từ đó. Không có mùa gặt tốt đẹp hay dồi dào nào hơn chủ mùa các bạn gieo trong đất của niềm tin và tinh tấn để nó chín thành sự giàu có của công đức và trí huệ. Cái xấu ác chỉ bị hàng phục bởi lòng bi, có câu nói như thế. Thế nên, đối mặt với mọi khó khăn của thế giới này, hãy trì tụng Mani, cầu nguyện rằng tất cả những chúng sanh người và chẳng phải người bị chìm ngập bởi thù ghét, chỉ muốn làm hại, giết chóc và hủy diệt đều được lòng bi chạm đến và làm nảy sinh tư tưởng cao cả giác ngộ. Năng lực của tình thương chinh phục sự hiếu chiến được Đức Phật biểu lộ trong lần gặp gỡ với Ma Dương. Trong đêm trước khi giác ngộ, Đức Phật ngồi trên tòa kim cương dưới một cội cây bồ đề ở Ấn Độ. Những đoàn binh ma quỷ của Ma Dương bao quanh Ngài như một đám mây đen khổng lồ, điên cuồng bởi ác tâm và ghen ghét. Chúng gào lên những mắng chửi và phóng ra những vũ khí. Nhưng Đức Phật vẫn thanh thản và tràn đầy lòng từ đến độ những chửi rủa của chúng biến thành những âm điệu du dương và những vũ khí độc hại phóng đến biến thành một cơn mưa hoa. Với vũ khí của lòng từ, các bạn sẽ luôn luôn có thể chiến thắng ác tâm, và việc đối diện với sự thù ghét và gây hấn chỉ làm tăng thêm bồ đề tâm của các bạn. Tốt lòng có nghĩa là thường trực nghĩ đến việc kỳ diệu biết bao nếu người ta được thoát khỏi khổ đau và được hưởng thụ hạnh phúc. Nó cũng có nghĩa là dâng hiến cả lời nói và hành động để nỗ lực làm cho điều ấy thực sự xảy ra. Một lần, khi Đức Atisa Vinh Quang đang đớn đau vì một bàn tay của Ngài, Ngài đặt nó vào lòng Dromtospa và nói: "Hãy ban phước cho bàn tay tôi, ông rất tốt lòng, và điều đó tự thân đã đủ để làm hết cơn đau." Có vô số chúng sanh đang lang thang trong sanh tử, hoàn toàn lạc lõng và hết sức cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Bởi vì tất cả họ đã từng là cha mẹ từ ái của các bạn một thời này hay thời khác trong quá khứ. Các bạn phải giúp đỡ họ, nhưng làm thế nào? Dù nếu các bạn có thể cung cấp cho tất cả họ tiền bạc và tiện nghi, điều ấy chỉ đem đến cho họ một sự trì hoãn bất toàn và ngắn ngủi đối với khổ đau của họ. Hãy suy nghĩ sâu xa. Trong tất cả những cách thức có thể được để giúp đỡ họ, không có sự trao cho nào lợi lạc hơn sự trao cho Pháp, bởi vì đó là một cái gì không chỉ giúp đỡ họ trong đời này mà còn giải cứu họ khỏi những tái sanh tương lai trong những cõi thấp và cuối cùng đưa họ đến giác ngộ. Con số chúng sanh các bạn bao gồm trong những ý định tốt của các bạn càng nhiều, công đức càng lớn. Nếu trong bất cứ chuyện gì các bạn làm, các bạn mong mỏi hoàn thành sự lợi lạc trong hiện tại và an vui tối hậu của tất cả chúng sanh, theo gương Quán Thế Âm, bây giờ điều này có thể thực sự được gọi là
hoàn thành công việc của đời các bạn. 36. Hãy thiêu cái xác cũ kỹ này của sự bám chấp cho là thật vào những sự vật trong ngọn lửa của không bám vướng. Hãy cử hành những lễ thất của cuộc đời bình thường bằng cách thực hành tinh túy của Pháp, như khói hương cúng cho người đã khuất. Hãy hồi hướng công đức tích tập được của con cho tất cả đời kiếp tương lai của họ. Hoàn thành một hoạt động tốt cho người quá cố, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Ở Tây Tạng, khi có người nào chết, lễ thường là quả thiêu thân xác và cử hành những buổi lễ mỗi tuần trong 7 tuần. Cúng cho người mới chết, tuy nhiên là một hành giả, điều lợi lạc nhất các bạn có thể làm khi có ai đó chết là thiền định về nghĩa tinh yếu của Pháp và hồi hướng công đức cho người quá cố. Ý nghĩa tinh yếu này, tâm yếu của Pháp, là sự vô tự tánh trong mọi sự, cây sanh tử bắt rễ trong niềm tin rằng có một cái ngã. Trong sự bám níu vào những sự vật như chúng là thật, trong chấp ngã. Một khi sự bám chấp này bị thiêu hủy bởi ngọn lửa trí huệ, toàn thể cây và tất cả nhánh mê lầm của nó tùm với tán lá của thương và ghét phải cháy tiêu. Không có cái hiểu này, thực hiện những nghi lễ chỉ vì tiền bạc hay phô trương chỉ sẽ làm trì hoãn sự thực hành của các bạn và cuối cùng có thể trở thành một chướng ngại trầm trọng. Thấu hiểu rằng thịnh vượng và quyền thế rốt ráo là những mục tiêu trống rỗng, hãy giữ một đường lối sống không khuyết điểm, hoàn toàn hiến mình cho sự thực hành. Hãy không bám chấp cuộc đời này hơn là bám níu một cái xác chết. Cuộc đời thì mong manh, một bong bóng nước có thể bể tan bất cứ lúc nào. Không làm sao để biết chắc điều gì sẽ đến trước tiên, buổi sáng ngày mai hay cái chết. Thật vậy, mỗi lần các bạn thở ra, không đảm bảo tí nào các bạn sẽ thở vào trở lại. Cũng như những buổi lễ cho người chết được tuân thủ đều đặn mỗi tuần trong suốt thời kỳ tang, có hai thực hành cần tuân thủ đều đặn vào mỗi buổi sáng và mỗi chiều của cuộc đời các bạn. Mỗi sáng, hãy phát sanh Bồ Đề Tâm và cầu nguyện rằng suốt ngày các bạn sẽ không bao giờ quên nghĩ tới lợi lạc của những người khác. Mỗi chiều tối, hãy nhớ lại tất cả những gì các bạn đã nghĩ và đã làm trong ngày và xác định chúng được điều động bao nhiêu bởi lòng bi và bao nhiêu bởi tính chấp ngã. Quan trọng là phải nhìn vào thái độ và ý định vi tế nhất trước khi quyết định điều bạn nên hay không nên làm. Chớ bao giờ nghĩ rằng chuyện nhỏ nào đó là vô nghĩa bởi vì nó quá nhỏ nhặt, vì một hành động xấu nhỏ nhất có thể bắt đầu cho một chuỗi hậu quả tai hại. Cũng như một tia lửa cỏn con có thể thiêu rụi cả một rừng cây. Ngược lại, cũng như nước nhỏ giọt làm đầy nhanh chóng một cái lu lớn. Khi một hành động tốt dù nhỏ được thêm vào cho nhiều cái khác, thì hậu quả tích tập được sớm trở thành đáng kể. Rõ biết những sơ sót của các bạn theo cách này và hối tiếc chúng một cách chân thành, từ nay trở đi, hãy quyết định trừ khử những tư tưởng và hành động quy ngã và đồng thời hồi hướng công đức của những hành động tốt của các bạn cho tất cả chúng sanh. Quyết tâm phát triển càng lúc càng nhiều lòng bi. Qua tiến trình này của sự tỉnh giác thường trực và đánh giá phê phán những hành động của các bạn, chúng sẽ dần dần trở nên càng ngày càng tốt, càng tích cực. Một hiền triết vĩ đại thời trước, Ngài Trakhen Thông Tuệ, cảm thấy quyết tâm giải thoát mình khỏi khuyết điểm, đã tập cho mình thói quen đặt một hạt đậu đen một bên cho mỗi tư tưởng xấu đã có trong ngày và một hạt trắng cho mỗi tư tưởng tốt một bên. Cuối ngày, Ngài đếm lại có bao nhiêu hạt đen và bao nhiêu hạt trắng đã gom được. Ban đầu, những hạt đậu đều đen, nhưng sau một thời gian, qua sự cẩn trọng thường trực, Ngài bắt đầu chấm dứt mỗi ngày với hai đống hạt trắng và đen ngang nhau. Cuối cùng, khi Ngài đã tu hành triệt để tâm thức, chỉ còn có hạt trắng. Giống như Ngài, các bạn cần kiên trì cho đến lúc không có một hành động nào là trái ngược với những giáo lý. Chớ bao giờ quên rằng
Tịnh hóa chính các bạn theo lối này là quan trọng để giữ gìn ý định giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta kiên trì đủ lâu, chúng ta có thể học làm bất cứ điều gì. Một lần, một người giàu có đến ý kiến Đức Phật, khổ sở vì tính keo kiệt không thể cho đi cả một vật gì nhỏ nhất. Để làm ông ta quen với sự rộng lượng, Phật dạy ông ta xem bàn tay phải của chính mình, còn bàn tay trái như người nào khác. Và nghĩ rằng ông ta đang cho những tặng vật khi chuyển những vật nhỏ từ tay phải sang tay trái. Khi người keo kiệt ấy đã dần dần quen với ý nghĩ, bố thí theo cách này, Đức Phật nói với ông ta cho những món quà nhỏ như trái cây, hạt, vân vân với vợ và con mình. Rồi Phật nói với ông làm việc từ thiện, bắt đầu cho những người nghèo nhất ở lân cận và rồi đến những người khác xa hơn. Cuối cùng, ông ta trở nên có thể cho đi tất cả của cải, áo quần, lương thực cho những người nghèo của toàn vùng. Và đến lúc này, Phật nói với ông ta rằng ông đã thành tựu sự rộng lượng chân thật. Cách huấn luyện như vậy có thể được áp dụng để phát triển hay tiêu trừ mọi loại ý nghĩa tốt hay xấu. Chẳng hạn sùng mộ có thể được trau dồi theo cách ấy cho đến khi tâm thức các bạn chỉ tràn đầy ý nghĩ về thầy các bạn. Các bạn tự nhiên cảm thấy rằng bất kỳ điều gì xảy ra đều hoàn toàn do tay Ngài. Ngay cả chỉ nhớ đến sự hiện diện của Ngài, giọng nói, những cử chỉ, các bạn cũng đã chảy nước mắt. Khi sự sùng mộ chân thật này khởi lên, hãy nhìn vào nó và nhận ra bản tánh bổn nhiên của tâm thức, không có hình thể và tính chất nào. 37. Hãy đặt đứa con của con, sự sùng mộ, ở cánh cổng của sự thực hành của con. Hãy đưa con trai của con, sự buông bỏ, lên làm chủ gia đình của cuộc sống bình thường. Hãy gả con gái của con, lòng bi, cho chú rể của ba cõi. Hoàn thành bổn phận của con với đời sống, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Người bình thường cố gắng nuôi nấng con cái của họ ở mức tốt nhất họ có thể. Họ tìm những cuộc cưới gả tốt đẹp cho chúng, chuyển giao sự thịnh vượng và tài sản gia đình họ cho chúng, và chỉ bày cho chúng làm sao chăm nom thân thuộc bạn bè của chúng và đánh bại những đối thủ của chúng, như tổ tiên chúng đã làm qua những thế hệ. Nhưng sự thành công mà cha mẹ luôn luôn muốn cho con cái chỉ là tạm thời và cuối cùng tỏ ra tai hại. Là một người thực hành Pháp, điều các bạn tốt hơn nên mong muốn là đứa con của lòng sùng mộ không gì lay chuyển được sanh ra trong lòng các bạn và quản lý thành công gia đình của sự thực hành của các bạn. Nỗi sợ quê hương của họ bị cằn cỗi và dòng dõi gia đình của họ bị dừng tắt khiến nhiều người có con và gả cưới chúng càng sớm càng tốt. Là một người thực hành Pháp, chính vì sợ rằng sự thực hành của các bạn sẽ chết mất và cuộc đời các bạn sẽ hoang phí, khiến các bạn sanh ra đứa con của sự buông bỏ trong tâm thức, đến độ nó có thể đảm đương quyền hành ông chủ gia đình của đời sống bình thường. Buông bỏ được sanh ra khi các bạn biết rằng rốt ráo không có sự thỏa mãn nào trong đời sống sanh tử. Bởi vì những niềm vui bình thường chỉ là những giấc mộng ngắn ngủi, không có lý do gì để mong mỏi thành công hay lo sợ thất bại. Nếu các bạn có thành giàu có, không có lý do gì để cảm thấy say đắm hay kiêu căng. Đơn giản, hãy sử dụng sự thịnh vượng của các bạn một cách tích cực và có ý nghĩa. Bất cứ quyền hành nào các bạn có, hãy dùng nó để phụng sự Tam Bảo và những vị thầy vĩ đại. Và bất cứ đất đai nào các bạn sở hữu, hãy biến nó thành ích dụng cho tăng. Tóm tắt, bất cứ cái gì bạn thu hoạch được, hãy dùng nó để bảo tồn Pháp và làm lợi lạc cho những người khác. Được sử dụng theo cách này, sự thịnh vượng và thế lực như mộng của các bạn sẽ đem lại cho các bạn càng ngày càng nhiều công đức như mộng hơn. Cái này đến lượt nó sẽ đem các bạn càng ngày càng gần với ngưỡng cửa của giác ngộ như mộng. Các bậc cha mẹ thường muốn những con gái của họ được lấy người nào gia đình tốt đẹp, giàu có và địa vị. Tương tự, từ lòng từ ái bao la cho chúng sanh, các bạn nên gả đứa con của những công đức tích tập được,
cho chú rể phúc lợi của những người khác một cách không ngần ngại. Nếu các bạn có thái độ quý báu của Bồ Đề Tâm, các bạn không thể làm gì khác ngoài việc sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Thế nên, hãy làm mạnh mẽ mọi hoạt động của các bạn bằng lòng bi, tịnh hóa những nhiễm ô, hồi hướng công đức của các bạn cho tất cả chúng sanh và trì tụng thần chú sáu chữ.